Thưa quý vị, bán đảo Sơn Trà của thành phố Đà Nẵng sở hữu hàng trăm hecta. Nhưng những năm gần đây, con số này đã suy giảm nghiêm trọng. Để giữ được nguồn tài nguyên quý giá này thì cần có sự vào cuộc của chính quyền địa phương và ý thức trách nhiệm của mỗi doanh nghiệp, người dân cũng như du khách tham quan.